Vâng, xin chào các bạn. Sau đây là đang xin giới thiệu các bạn cần lưu máy ngang các bạn nhé. Daiwa sản xuất. Cần CrossFit Daiwa Việt Nam sản xuất các bạn nhé. Cần có chiều dài có một chiều dài thôi, một kích thước thôi, 21. Quay chi tiết khuyên cho các bạn xem đồ cần này. Cái này tích hợp câu lưu cả lóc cả cháp cháp trong miền Nam gọi cả hanh, rất đẹp. Hai màu chủ đạo, màu phối màu vàng đen các bạn. Đây thông số cần. Thông số cần đây các bạn. 10 đến 12 là B. 12 là B là tương đương nó tầm à 20, 20 IB nó tương đương nó tầm khoảng 10 tầm hơn 10 cân thì các bạn tải Made in Việt Nam. Đây quay trôi cần cho các bạn xem. Đây qua Việt Nam. Đây qua sản xuất. Trôi cần đây. Đây chỗ ga máy. Tầm khoảng 7 cân, hơn 7 cân rồi. Tính nhầm. Rồi, Hải Đăng Fishing đã giới thiệu các bạn cần lưu máy ngang của Daiwa Việt Nam sản xuất các bạn nhé. Hải Đăng Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.